Với lại trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay cũng là trận đấu cuối cùng của bảng D, trận đấu giữa Vĩnh Kiên, Thiên Long Server Thánh Hỏa và Kinh Kha, Tinh Túc Server S26 nha mọi người. Khi nào có hiệu lệnh thì hai bên sẽ bắt đầu thi đấu. Ok, trận cuối cùng nha mọi người. Rồi bắt đầu rồi, Vĩnh Kiên và Kinh Kha. Hôm nay thì chỉ có 9 trận thôi, tại vì có một người bị vi phạm rồi, dính cái càn khôn hồ rồi. Có nổ đâu mà hút. Rồi bị dính chân liên rồi, không biết liên hay là chân liên nữa, hình như là liên. Rồi bây giờ Vĩnh Kiên bắt đầu, bây giờ Kinh Kha bắt đầu xả sát thương nha mọi người, dính thêm một cái chân nữa rồi. Rồi bây giờ là trùng của Vĩnh Kiên đã được hiển lên khá là nhiều, bây giờ bắt đầu trả sát thương. Rồi bây giờ là thời gian để hồi sinh. Đã bị hút mana rồi. Hai người đã tàn hình. Kinh Kha sẽ hiện hình trước. Đã bị dính thêm một cái chân giới này, có vẻ như là cái chân giới của tôi chuyển qua hơi bị hên đó. Rồi làm màu nó đánh lẹ lẹ giùm cái đây. Trời ơi. Rồi như vậy là trận thi đấu cuối cùng của bảng D với lại ngày thi đấu thứ hai ngày 2 tháng 11 cũng đã khép lại rồi. Với phần thắng nghiêng về cho Vĩnh Kiên nha mọi người, 9 điểm. Kinh Kha và Ly Nguyệt đồng điểm là 6 điểm. Ủa quên, sorry mọi người, Ly Nguyệt 6 điểm, Kinh Kha 3 điểm. Sorry mọi người nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên của bảng D nha mọi người, trận đấu giữa Vĩnh Kiên server Thánh Hỏa và Liên Nguyệt server Lâm Hải. Ồ, trận đầu tiên sẽ là Vĩnh Kiên và Liên Nguyệt ạ. Mình nhầm nha mọi người, Vĩnh Kiên và Liên Nguyệt sẽ là đánh trận đầu tiên nha. Sorry nha mọi người. Liên Nguyệt server Lâm Hải, Vĩnh Kiên server Thánh Hỏa, hai Thiên Long gặp nhau. Bảng C là Minh Khôi LC vô nha anh ơi. Sorry nha mọi người, bản trận đầu tiên là trận giữa Vĩnh Kiên và Ly Nguyệt nha, mình nhìn nhầm. Tại hồi nãy mình nhìn thấy Kinh Kha vào tổ đội nè. Sorry, mình nhìn nhầm. Đúng rồi. Rồi bắt đầu rồi. Bắt đầu trận đấu giữa Vĩnh Kiên và Ly Nguyệt rồi mọi người ơi. Liên Nguyệt đang bị dính trùng. Bây giờ Vĩnh Kiên đang bắt đầu xả sát thương. Rồi như vậy xin chúc mừng Vĩnh Kiên đã ghi được 3 điểm đầu tiên cho mình trong cái bảng đấu này.